Dạ. Yeah. Ngon. À, nấu lâu như mấy cách nấu, là em nấu là biết sao. Em đừng có lửa táp nó mà em để đi riêu nó mau giờ. Nấu đồ ăn cứng mấy cách nấu. À, em có biết cái đâu em. Là em... Nó à. Chứ em để ầm ầm ục rồi đó. Nó sẽ không vừa vừa hết. Em làm ục không à? Không không, em để đi riêu nó mau giờ. Cái dao này không bén không anh? Hay là bén mà tại cái gân nó đúng không? Gân nó bị nhầy thôi. Thì nó thì ăn ngon nhưng mà nó là kỳ công. Ừ. Bò teo heo nở nhưng mà gân thì lại nở. Dạ. À. Gân bò đồ gân nó nở ra, nấu nó nở ra. Mình nó cắt bự được. Này thì mình nấu với cái chua. Chua. Cái chua nhìn ngon quá anh. Đây là nấu với cái chua này nè. Sáng anh Trương đi chợ. Tùng với anh Tâm đi chợ. Ủa này gì nữa anh, thịt bằm hả? Thịt bằm mình nấu anh làm xí mại cho anh chơi. Ừ, làm xí mại luôn hả? Ừ. Xí mại là mình phải có cà. Cà sốt lên củ sắn. Cà là cái màu nó đẹp hết. Vậy là có củ sắn nữa. Củ hành, củ hành tím mình có rồi, phải mua. Vậy là mấy cái này là mình làm chung một món. Ừ. Còn cái này mình chỉ có để cái chua vô thôi. Ừ. Dạ. Yeah. Rau cải mình ăn với gì anh? Ăn sống với lại nấu canh cải mình nấu mình ăn như nó đúng bài á, chấm ăn. Dạ. Em chưa từng ăn món này. Ơi, món này. Ừ. Để mưa mốt anh chưa nấu xong rồi có gì em nấu. Trời ơi, dễ ăn gì hết. Em hay nấu thì em biết nấu thì cái gì nấu được. Mình ướp xong rồi mình để lâu lâu rồi mình mới nấu hay sao anh? Cái nào? Cái đó đó. Cái này cần gì ướp? Không ướp đâu hả? Này nó canh mà. À. Giờ bắt nước lên không? Bắt nước trụng lên. Làm xong mới mình bắt nước lên mình trụng. Ừ. Gân bò thì chắc nó hơi cực rồi. Ừ. Phải có con dao bự nặng nè, chắc ngon. Ở đây nè, có cái dao kia, để em lấy cái dao kia. Lấy dao này cho anh. Cũng được lắm. Cái này mình phải trụng trước với anh. Cho nó đừng thôi. Ừ. Cho nó ra cái dơ. Ra cái dơ nữa. Cái dơ nữa. Mỡ nó hôi lắm. Thì lặt rau anh Tùng phụ bếp, phụ đây là bếp trưởng của anh Trường ơi. Tao giờ mới nó khử được cái mùi bò không? Dạ. Cái bò nấu nó cũng khó chịu lắm, chịu lắm. Dạ. Ừ. Mà lửa mình thấy nó cũng đun. Em biết đâu em làm đun 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 em cho cháy lên. Có trời ơi. Lửa cho em là làm bùn rồi nó chỉ có cạn nước thôi. Dạ. Em biết rồi, em thấy anh Trương bữa hổm là anh Việt. Anh Việt nấu cũng y như anh Trương vậy đó. Cũng lửa nhỏ xíu vậy, từ từ vậy tới anh Trương nấu nữa. Rồi vậy là em biết là em phát hiện. Cái thịt thì nó khác nhưng mà có gân có này kia. Nãy nó xịt lú đùng 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 vậy. Ồ nó săn lại nhìn ngon nè. Giờ anh Trương làm xíu mại. Vừa ăn ở nhà ơi, làm xíu mại ăn chơi. Mày gì anh? À, có củ sắn nè, củ hành tím nè, xăm băm nhuyễn hột lựu trộn vô. Củ sắn thì vắt nước trộn vô, củ hành tím băm nhuyễn vô, thịt xay nhuyễn rồi vô, muối ít bột ngọt vô, thế là để chiều là nó cứng rồi, nắng là viên. Nắng viên là mình xốp cà chua lên cái nãy nó đỏ rồi thành viên, chiều nay là làm nó ra viên bí liệu. Chiều nay là làm cho cả nhà coi làm xíu mại. Trường chiều cho ăn món xíu mại. Còn giờ là cho ăn món bò. Bò hầm cải chua. Bò hầm cải chua. Để phụ bếp mà khóc rồi. Phụ bếp khóc rồi. Nước nở luôn. Thấy cái món này nước nở luôn. Sao giờ sao là lá bỏ không có tủ lạnh bỏ đá. Dạ để em để vô cái bịch em để vô thùng đá. Ni lông đá để lên. Dạ. Nó cứng lại cho chiều mình nắng là gì? Để đồ ăn mình bóp là gì? Ủa tỏi nè anh định làm gì vậy anh Trương? Lát bỏ đây nè, lát chín bỏ này ai đỡ thơm. Đó chưa giờ nấu canh chua mà chưa có bao giờ để tỏi chứ không? Dạ. Ăn sẽ có cái mùi độc chiêu Quên. Dạ bỏ đi. Vô. Cái chua vô. Đây. Còn cà bỏ sao? Như em nghe nói để cái chua rồi vô, có chua chua nó cũng màu chín vậy anh. Màu mềm.
vàng rồi, thấy chưa? Đó, nãy cái này mềm rồi nè, thấy mềm rồi đó. Bây giờ không thấy. Thấy mềm rồi đó. Nè, thôi được rồi, nè. Lắm miếng để nguội mềm rồi đó. Rồi, rồi nó muốn mềm thôi chứ chưa mềm. Nó đụng vô cái giá là biết nó mềm, nó không mềm rồi. Tỏi ra, tỏi vô luôn. Cặp dập ra cái. Không, không, để mình thấy tủ ăn nó thơm. Mấy củ ra cho nó thơm. Không, để nó thơm, nó ra nước chứ. Cũng cần. Ra nước ăn cái đỏ là nó bùi lắm. Nồi này mình ăn nguyên ngày luôn. Cho nó ăn phụ. Có mấy đứa nó ăn phụ chứ nếu mà không có mấy đứa ăn phụ chắc mình ăn 3 ngày thôi chứ không hết á. Ăn hột ra anh. Ăn hột để chua. Ừ. Cái này mình nấu có cả chua, cà cần gì phải. Cần chua thì mới nạ không ăn hột. Cái này phải nạ. Ăn cà chua mà đó hồi mình để vô canh. Chiều ba cái này chiều làm cái ấy. Cái giờ nước lớn quá trời rồi nè anh. Khô. Khô một con cá khô khô. Cái đôi. Nhớ chị rồi. Không rồi, nhớ đâu. Đói thì mệt. Mình nó không thèm mà ăn cái mệt rồi. Để về khám. Đâu, anh Trương bị chối nước rồi. Từ nước ngọt xuống nước mặn chối nước rồi. Bữa nay anh Trương nấu món gì vậy? Bò nấu cải xanh. Bò nấu cải xanh. Cải chua. Cải chua chứ quên rồi. Ăn bò nấu cải chua. Dẫn ra nè. Nhìn nó dẫn à. Đỏ con. Một nồi luôn. Nồi kêu. Kêu nãy giờ không thấy đứa nào nghe, không có lên tiếng nha. Lính mày lúc này nó chê sao vậy? Đi làm công chuyện cái gì vậy? Nè, đi đâu mất hết rồi. Mới thấy mực kêu kêu mà. Còn Hải kêu nghe. Hải đi đâu rồi? Rồi thôi. Xong tiêu không cho miếng tiêu vô. Dạ. Mời cả nhà ăn cơm, cả nhà chấm mắm mặn, mắm cay nha. Chua không, đủ chua không? Vừa chua không? Vừa ăn anh vừa ăn không? Vừa cho nước mắm thôi, anh đỡ đi. Cá khô khô không thấy nhà trồng ớt không nóng hả? Đụng đụng vô cái đó hả? Vừa nóng mà vừa đau nữa, vừa nóng mà vừa thịt bò. Đã. Được đó. Mà cái dòng cái chỗ thay đau đụng hoài. Ngon anh, nóng này ngon hả? Ngon. Ừ, cũng ngán. Cả chua chua. Nãy em kêu em kho mặn, em kho vậy em cũng không biết kho làm sao. Ngon. Nó hơi mặn. Mặn mặn ăn cũng ngon. Mặn cũng ngon. Lạc quá ăn nó không. Vậy là mỗi lần em kho hơi lạc đúng không? Không có đủ bê. Đúng rồi. Anh Trương cái ớt này nè mà anh đem đi xào cái gì? Gà mà đem xào ớt ngon lắm. Yeah. Ớt xanh này nè. Thơm mùi ngon. Dạ, mềm vừa ăn rồi đó. Đánh một cái lạc. Ăn thoải mái, còn nguyên một nồi bữa chả luôn. Ai
đôi kho khô con mà kho nhiều. Béo quá. Còn con chịu kho tiếp. Hả? Anh có để đó quá không? Có. Đêm sáng ăn gì ăn không có cơm chịu nổi. Ăn nhanh đói. Nhất là em mà kho một nồi thịt kho rồi nha, là sáng bắt đầu là cơm ra là ăn đó. Cái này phải ăn nóng cho tao. Nguội nó đầy lắm. Nó nóng ăn nguội. Mỡ mỡ thôi. Mỡ đầy. Bò. Bữa nào mà thì chợ mà thấy xíu quách mà ngon lắm rồi heo về hầm xíu quách mà nấu giống kiểu này cho mình ngon. Chết rồi ăn đã. Nó xíu quách ra nhậu chết luôn. Để mình mốt mình mua cái gần vàng. Gần vàng nè. Vàng nó cháo đậu xanh. Cháo xanh gì kia. Gần. Cái kiểu cháo bò không? Ừ, gần vàng không tâm. Được không? Nó mềm đó không? Rồi. Mà nó hơi giòn giòn không? Nó cứng. Tôi không biết làm nó cũng lấy da nhát hả? Nó có thành thành. Được ha. Bạc được ha. Nó phải hơi bò chứ. Nè, nóng lâu á. Lâu á. Anh Trương về anh Trương nóng liền tới giờ. Mấy tiếng ăn cơ, 3 tiếng, 4 tiếng. Còn muốn ăn nhanh á, mấy món ăn mua bò bằm á. Nấu nóng cái chế vô tàu à. Nhưng mà mình ăn bò bằm thì nó lại không có gân. Thì nó ăn nhanh thì phải vậy thôi. Có gân nó ngon đúng không? Gân nó ngon. Hay một nồi này quá trời luôn. Ở đâu chiều múc mấy miếng nhỏ đậm này. Yeah. Làm sao ăn hết được. Sợ thiếu muốn nhỏ anh mua thêm á. Nó 3 cái mấy à, 2 cái mấy à, 2 cái 7 cái 8 à. Con bò, bên này giận bà bán thịt bò đó đi chỗ khác mua. Giận bà cũ hả? Giận bà cũ vậy. Nó muốn to, em muốn nó lâu luôn đó, lắm, nhiều lắm, nhiều, để cho cái nọ nhiều lắm, nãy giờ chưa hết tô nữa kìa. Thấy khỏe nhiều rồi. Ai cũng kêu ăn khỏe nhiều đi, đang làm clip. Cái gầu là cái cục ở trên cái gù đó, cái gù đó bà, chỉ có bò. Con bò ta bình bò bô có gù thôi, con bò vàng, con bò cóc có bô, chỉ con bò vàng, còn bò sữa không có bô. Nạn gầu. Trời, em tưởng là cái gầu là cái gân. Bao cái gầu là cái gầu vừa thịt vừa bở, con sực sực sực, nó ra vừa nó ngon lắm. Cái đó đừng có nướng. Ủa, nướng ngon chứ, gầu nướng ngon chứ. Cái đó nướng ngon. Phải không? Nướng mắm. Trời tuyệt vời luôn á. Nướng mắm nướng. Cái gầu đó nướng mắm nướng là tuyệt vời luôn ta. Em chưa ăn nướng. Bỏ miếng bột ngọt vô nướng vậy.
nó mềm hay là gì anh? Mềm em. Để cái da nước bò tơ để da. Nó hơi giòn giòn. Giòn nha Tâm, tự nhiên nha. Em vô đang nghỉ rồi, giờ mình chào cả nhà đi, chưa rồi nha, chào cả nhà. Chào.